Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 dồn dập thư doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam vừa đồng loạt kiến nghị gửi chính phủ để đề xuất chiến lược phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới. Thư của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hội Đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đề ngày 17 tháng 9 nói như sau: Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Ngài, tức là Thủ tướng Phạm Minh Chính, để có thể mở cửa phục hồi an toàn cho Việt Nam, đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế phía Nam. Nội dung bức thư mà đài BBC đọc được nhấn mạnh điều mà các hiệp hội này mô tả là tình hình càng trở nên gay gắt hơn. Trong động thái muốn can dự trực tiếp vào các quyết sách của chính phủ, lá thư có đoạn viết như sau: Điều quan trọng là Việt Nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế. Đây là hình ảnh một văn phòng công ty dựng lều cho nhân viên ngủ lại thay vì về nhà rồi lại đi làm tiếp. Theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ doanh nghiệp áp dụng 3 tại chỗ, tức là cho nhân viên ăn ngủ tại nơi làm việc thì mới có thể duy trì được sản xuất. Các hiệp hội này chia sẻ tiếp như sau: Chúng tôi muốn chia sẻ với Ngài những mối quan tâm và khuyến nghị chính phủ của chúng tôi và đề nghị cho phép chúng tôi được có mặt trong cuộc họp sắp tới do Phó Thủ tướng Thành chủ trì với các thành viên cộng đồng doanh nghiệp vào thứ Hai ngày 20 tháng 9 hoặc bất kỳ cuộc họp sắp tới nào với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đang được xem xét bởi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hoặc là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoặc các bộ ngành liên quan. Lộ trình rõ ràng ngay từ bây giờ. Đại diện các hiệp hội này nói họ ủng hộ định hướng chính sách chiến lược của Thủ tướng Phạm Minh Chính là thích ứng để sống chung với virus một cách an toàn. Và nhấn mạnh điều đó có nghĩa là sẽ thoát khỏi điều họ gọi là quy trình chỉ thị 15 hoặc 16 hoặc các biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai. Đáng chú ý, thư nói rằng các cuộc khảo sát và các hiệp hội của chúng tôi thực hiện cho thấy ít nhất 20% thành viên sản xuất của chúng tôi đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác. Và đó là một trong lý do doanh nghiệp cần có lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ. Và cụm từ ngay từ bây giờ được nhắc lại khi so sánh Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong vùng như sự lựa chọn để đầu tư. Việt Nam đang bị bỏ lỡ những cơ hội đầu tư có thể không quay trở lại. Đầu tư sẽ không tăng nếu không có kế hoạch rõ ràng để tái mở cửa và phục hồi. Ngay cả các doanh nghiệp hiện tại cũng có hầu hết các kế hoạch đầu tư đang bị trì hoãn do những bất ổn hiện tại. Các nhà đầu tư tiềm năng mới không thể đến nếu không có các chính sách hợp lý cho việc nhập cảnh của người nước ngoài. Và Việt Nam sẽ bỏ lỡ các cơ hội lớn để tận dụng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đi từ Trung Quốc nếu không thể chứng minh đây là sự thay thế đáng tin cậy. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam trước sau không như một. Họ thường nói một đường là một nẻo và rất cực đoan trong công tác chống dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp. Đây là hình ảnh nhân viên y tế đi test COVID tại nhà máy nơi doanh nghiệp đang sản xuất. Để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, kể cả so sánh với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Việt Nam phải hành động ngay từ bây giờ. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp này nói họ ủng hộ mạnh mẽ hoạt động ngoại giao vaccine của Việt Nam. Vaccine là chìa khóa để cho phép tái mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế và biết ơn vì chính phủ đã ưu tiên Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế phía Nam. Lá thư này cũng mô tả rằng bây giờ là lúc để lên kế hoạch tái mở cửa an toàn cho hoạt động du lịch và hoan nghênh các đề xuất về mô hình thí điểm Phú Quốc và hành lang xanh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bức thư kết thúc bằng một thông điệp mong được hợp tác với Thủ tướng Phạm Minh Chính để có thể mở cửa và phục hồi an toàn cho Việt Nam, đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế phía Nam. Chỉ trước một ngày có thư của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, 14 hiệp hội doanh nghiệp mô tả họ đại diện cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam vào ngày 16 tháng 9 đã ký tên vào một kiến nghị nhằm đề xuất chiến lược phòng chống dịch theo điểm, tức là phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới. Và lá thư mà đài BBC đọc được nhấn mạnh nhu cầu cần ban hành chỉ thị phòng chống dịch phù hợp với quan điểm và tình hình mới, thay thế chỉ thị số 15 và 16
do dịch bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới và mục tiêu Zero Covid-19 đã chuyển sang sống chung với Covid-19. Và với những thông tin này thì ý tưởng của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chống dịch như chống giặc đã hoàn toàn phá sản và ông buộc phải làm khác đi, đó là phải sống chung với Covid mà thôi. 14 hiệp hội doanh nghiệp bao gồm Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản, Hiệp hội Rượu bia nước giải khát, Hiệp hội Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hiệp hội Da giày, Hiệp hội Giấy và Hiệp hội Nhựa, vân vân. Và các hiệp hội này đề xuất chính phủ không áp dụng phong tỏa cách ly theo vùng địa lý quản lý mà phòng chống dịch theo điểm. Theo đó, khi có F0 thì khoanh vùng tách F0, F1, chủ động phương án cách ly, điều trị, khôi phục sản xuất trong ngày, đồng thời thông báo y tế địa phương. Đây là hình ảnh một resort của Mũi Né đang bị đóng cửa và hiện nay hầu hết các doanh nghiệp du lịch của Bình Thuận đang đứng bên bờ vực phá sản vì nhiều tháng không có một khách hàng nào, trong khi các khoản chi vẫn không giảm. Trong phần hỗ trợ phục hồi kinh tế, bức thư cũng có đề nghị có chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ, miễn giảm các loại thuế phí, tiền điện, nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh này. Trong phần hỗ trợ đối với các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đại diện các doanh nghiệp đề xuất cho phép cộng lãi suất ngân hàng vào dư nợ gốc trong 24 tháng và gia hạn nợ 12 tháng đối với dư nợ ngắn hạn, 24 tháng đối với dư nợ trung và dài hạn. Nhu cầu mở cửa lại nền kinh tế khi kiểm soát được dịch là đề tài được bàn luận và trao đổi nhiều trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Vì các doanh nghiệp là nơi đã tạo hàng triệu công ăn việc làm cho người dân từ Bắc đến Nam. Khi những doanh nghiệp này phá sản hoặc đóng cửa ra đi thì người dân sẽ không có việc làm và tình hình sẽ càng nên nguy ngập. Cây bút Huy Đức từ Thành phố Hồ Chí Minh trên trang Facebook cá nhân kêu gọi rằng đừng đánh du kích vào nền kinh tế. Ông viết, kế hoạch khôi phục nền kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tôi nghĩ phải là một chương trình lớn của chính phủ, có nhạc trưởng và có cái nhìn tổng thể, chứ không phải để cho từng bộ đánh du kích như cái sáng kiến ngày nào có ông Bộ trưởng Bộ Giao thông. Với cách chống dịch vừa qua, Việt Nam đã phải trả giá rất nhiều, không chỉ vì sự đình trệ về kinh tế mà là ở những biện pháp cho thấy nguy cơ Việt Nam tái sử dụng quyền lực của nhà nước can thiệp vào thị trường lớn như thế nào. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp từ Mỹ và châu Âu đang cân nhắc để đưa ra một quyết định. Bất cứ một giải pháp nào đi ngược với lợi ích kinh tế cũng đều có thể dẫn đến khả năng là các nhà đầu tư quay lưng với Việt Nam. Cây bút Huy Đức đã viết như vậy. Đây là hình ảnh giao nhận hàng của ship với người dân thông qua hàng rào kẽm gai ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, trích dẫn một số thống kê và liên quan đến tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh đã giảm bớt và nói: tiên liệu thời gian từ nay tới ngày 30 tháng 9, tình hình dịch có khả năng được kiểm soát. Một tiếng hiệu đóng mừng khác là hiện nay số bệnh nhân xuất viện nhiều hơn các ca nhiễm mới. Các nhà chuyên môn cho biết thêm ý kiến có thể lạc quan được như vậy hay không. Nhà báo này viết tiếp, như vậy Thành phố Hồ Chí Minh đủ cơ sở để mở cửa nền kinh tế và bắt đầu chấm dứt những ngày tháng bế quan tỏa cảng. Trả lại một Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh năng động như xưa, nhưng với một số điều kiện mới trong cuộc bình thường hóa mới này. Ông Nguyễn Công Khế đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân. Cùng quan điểm bất đồng đối với tình trạng bế quan tỏa cảng, Facebook Nguyễn Anh Tuấn đã nêu chất vấn như sau. Phong tỏa kiểu Việt Nam là vì đâu? Trừ Trung Quốc, không có nước nào trên thế giới phong tỏa xã hội vì dịch bệnh mà rào đường cấm dân ra khỏi nhà như ở Việt Nam cả, hoặc Bắc Triều Tiên. Hầu hết các nước dù phong tỏa ở mức cao nhất cũng chỉ dừng các việc như quán ăn phục vụ tại chỗ, cấm tụ tập quá 20 người, đóng cửa các cửa hàng dịch vụ nguy cơ cao như cắt tóc, làm đẹp, vân vân. Lệnh giới nghiêm nếu có cũng chỉ là từ 9 giờ tối tới 4 giờ sáng hôm sau mà thôi. Câu hỏi là tại sao hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới lại chỉ có Việt Nam và Trung Quốc tổ chức hoạt động chống dịch khiến người dân không thể ra khỏi nhà hay đi lại nếu không được cấp giấy phép đi đường đến như vậy? Là do người dân có được thực sự lập ra chính quyền này hay không? Ông đặt câu hỏi. Chính quyền là thực thể tự giành được quyền cai trị dân hay được dân bầu ra, lập ra để phục vụ dân đây? Ông nói. Đây là hình ảnh ship ở Thành phố Hồ Chí Minh nói sợ nhất phải chờ xếp test Covid. Họ chờ từ 5:30 đến 8 đến 9 giờ mới có giấy test.
Công an, cảnh sát là để bảo vệ tự do của người dân trước hiến pháp và pháp luật, hay là để thực thi các mệnh lệnh bất chấp quyền công dân của chính quyền và bảo vệ chế độ? Người dân phải làm gì để thay đổi hiện trạng ngày nay? Ngồi im và im miệng hay sao? Hỏi cũng có nghĩa là có câu trả lời. Ông Nguyễn Anh Tuấn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Trước đó vào hôm 9 tháng 9, trong cuộc gặp trực tuyến kéo dài 4 giờ đồng hồ giữa lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm và các đại sứ châu Âu và Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, cùng với giới lãnh đạo địa phương, ông Alain Candy, Chủ tịch Eurocharm đã nói rằng nếu các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư mới có thể gặp rủi ro và các công ty có thể xem xét di chuyển tới các nơi khác trong khu vực. Đáp lại, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói, đây là khó khăn nhất thời và trấn an rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng các doanh nghiệp châu Âu đầu tư kinh doanh thuận lợi. Còn ông Edwin, Tổng Thư ký Eurocharm, Giám đốc Tài chính công ty Petty tại Việt Nam, được trang Việt Nam Express dẫn lời khi nêu kiến nghị trong cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính như sau. Đề nghị chính phủ sửa trong mô hình 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến đang khiến hầu hết các doanh nghiệp khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho rằng việc chính quyền yêu cầu tổ chức ăn ở ngủ tại chỗ đã khiến họ mất thêm rất nhiều chi phí và xem đó là một gánh nặng rất lớn. Có tới 18% số doanh nghiệp được hỏi trong cuộc khảo sát vào tháng 9 của Eurocharm cho biết họ đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các nước khác và 16% đang cân nhắc các lựa chọn của họ. Đây là kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh trong thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội đã được Eurocharm của Việt Nam tiến hành với hơn 2.000 doanh nghiệp thành viên, trong đó chỉ số BCI đạt 15,2 điểm, tức là mức thấp nhất trong 10 năm qua. Kết quả khảo sát này được công bố cùng lúc diễn ra cuộc gặp giữa Eurocharm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Candy nói, đây chủ yếu là chuyển các đơn hàng và là quyết định tạm thời của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu việc giãn cách xã hội vẫn tiếp tục kéo dài tại các địa phương thêm 2-3 tháng nữa hoặc lâu hơn, cùng với thiếu vaccine tiêm cho người lao động, chuỗi cung ứng bị đứt đoạn và dịch bệnh không được kiểm soát, vân vân. Việc có doanh nghiệp nước ngoài rời đi là hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 với bản tin COVID-19 dồn dập thư doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.